chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với phố Nguyễn Văn Chối. Và đây là ngã tư giữa phố Trần Phú với lại Nguyễn Văn Chối thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là một trong những lễ hội quả sứ Bắc rất là nổi tiếng ở Bắc Ninh, và nó diễn ra trong 3 ngày. Hôm nay là ngày chính hội, là ngày 15 tháng 3 âm lịch. Nó diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16. Và trong lễ hội này diễn ra rất là nhiều các hoạt động. Đây là video thứ 3 của Duy khám phá về lễ hội này. Trong video này thì Duy sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cái đoàn rước nữ có một màu sắc và cờ quạt khác lạ so với lại những cái đoàn rước mà Duy đã từng trải nghiệm khám phá cho quý vị. Lúc này là khoảng tầm hơn 9 giờ, trời của Bắc Ninh lúc này trời nắng to, nhiệt độ khoảng tầm 37 độ, rất là oi bức. Nhưng đoàn rước diễn ra rất là dài và hào hùng. Thời tiết nếu mà thực sự là lễ hội là rất là phù hợp. Duy sẽ gặp một cái bác nào đó để Duy trò chuyện với các bác. Ở đây là những cái sản vật trong cái đoàn rước. Đến đây cũng là cái kết thúc của đoàn rước. Con chào bạn. Vâng. Bà ơi, con thấy là trang phục của mình mang ý nghĩa gì đấy bác? Thấy rất là nổi trội và lạ so với lại cái đoàn rước mà con đã đón đầu từ trước. Bây giờ những cái ngày lịch sử của các ngài đấy thì cũng xa gần rồi, tất cả các tỉnh, các nơi, các xã để về tiếp các đền ơn trả nghĩa các cụ và nhớ công ơn những người giữ nước và những người nập nước nên nhân dân không bao giờ quên. Nhưng mà con thấy là cái đoàn trước mình mặc bộ cái trang phục màu xanh ấy ạ, thì nó ý nghĩa gì đấy ạ? Chúng tôi theo về thiền phái Trúc Nông Tiên Tử. Và con thấy là mình cũng là người dân của Đình Bảng đây đúng không ạ? Chúng tôi với Quảng Ninh cơ. Quảng Ninh ạ. Các bạn. Và các bạn lại tham gia vào cái lễ rước này. Và không phải là những ở Quảng Ninh nhưng mà 16 tỉnh. 16 tỉnh ạ. Vâng ạ. 16 tỉnh thì coi mỗi tỉnh là một vài chục người, 5-6 người, 3-4 người. Vào đi nhưng cũng chưa đi được hết. Sao các bác thiền phái Trúc Lâm thì có liên quan gì đến với lại đền đô hả bác? Bây giờ quay là trung tâm thì nói như cả nước chứ không phải một cái chỗ nào. Chúng tôi cứ có những người nào mà các ngài mà quốc công nào cứu nước ngập nàng mà đánh giặc cứu nước thì chúng tôi cứ đến đền ơn trả nghĩa thôi. Chứ còn không phải theo một cái không phân biệt gì. Vâng. Cảm những cái suy nghĩ rất là thiện tâm, đúng theo cái giáo lý nhà Phật đấy đúng không ạ? Đúng ạ. Đoàn của bác hôm nay là đi có bao nhiêu người đấy ạ? Không, đông lắm, không đếm được. Không đếm được. Thế bác là ở đâu Quảng Ninh? Uông Bí. Uông Bí ạ. Vâng. Gần chùa Ba Vàng đấy ạ. Vâng. Cháu có hỏi cũng hơi ngoài lề tí, thì chùa Ba Vàng thì theo các bác thì những cái thông tin vừa qua ấy, thì theo cái quan điểm của bác thì bác thấy thế nào bác? Theo quan điểm riêng tôi nhé. Vâng. Trước khi thì đấy, ở đấy là thờ lịch sử xếp loại số 3 của tỉnh Quảng Ninh. Vâng. Thế nhưng ông Thái Minh này ông ấy về thì không hiểu ông ấy làm như nào, ông đi nước ngoài về ông ấy xây một cái tòa cao như thế. Trước thì chúng tôi ngày lễ ngày mùng 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ. Vâng. Là chúng tôi đều là về đấy hết. Vâng. Nhưng mà thường cái thời gian ông ấy làm nhà to này, ông ấy không hiểu như nào ông rút quân vào đấy để mà làm lễ, chúng tôi cũng có đi lên nữa đâu.
Tức là đã từ thời trước rồi đã có cái hiện tượng đấy thôi ạ? Vâng. À. Thế trước chúng tôi toàn mới nằm lẽ thôi, nhưng mà thôi bây giờ chúng tôi cũng nông thì chúng tôi cũng không về. À. Dạ. À, thế vâng, con cảm ơn những cái chia sẻ của bác. Thế bác đi từ Uông Bí đến đây đi từ sáng hay đi từ hôm qua? Đi từ 4 giờ sáng á. À 4 giờ sáng. Vâng. Mất mấy tiếng mới đến đây à? Cũng phải hơn 2 tiếng mà xe chạy suốt. À xe chạy suốt. Vâng. Tức là mình đi theo đoàn xe. Vâng. À dạ. Vâng. À bác vừa nãy cả nhà mình đi theo cái đoàn rước đúng ạ? Đi đoàn rước từ lúc ở cái đền bái này. Đây là dạ. Nói Phật với lại anh như thế này này, chúng tôi đi đây thì trước nữa thì lễ Phật, sau lễ Thánh, vâng, và đền ơn trả nghĩa ăn quả nhớ người trồng cây. Vâng. Thế cho nên chúng tôi bất cứ ở đâu chúng tôi cũng đến để kính viếng các ngài. À vâng. Đấy là các bác là chỉ đi ở miền Bắc hay là cả trong miền trong nữa? Có miền Nam, cả miền Nam nữa. Miền Nam chúng tôi đi vừa tháng thôi. Ôi thế à? Đi vào viếng mộ của Bác Hồ là ông Sát thì đi Phạm Văn Đồng, ông Tôn Đức Thắng, thì ông Trường Chinh nói chung. Sắp tới là các bác có kế hoạch đi đâu nữa? Không, chưa biết đại tướng. Dạ. Chưa biết. Chúng tôi cũng là hội viên thôi. Hội viên. Dạ. Bây giờ đang học, đang làm. À, dạ. Dạ. Vâng. Vâng, con cảm ơn các bác nha, cảm ơn chị nha. Chúc các bác sức khỏe và có nhiều năng lượng mang đến cái thiện tâm của Đức Phật nhiều nơi nữa, đi đến nhiều nơi. Vâng, con cảm ơn nhé. Vâng, các bạn. Vâng, thưa quý vị, cái đoạn này đã là đoạn kết thúc của đoàn rước. Và như Duy tìm hiểu cùng quý vị, đây là đoàn rước của các cái Phật tử theo phái Trúc Lâm. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau ở miền Nam. Và đây chắc là cái cửa sắt. Dạ chào chú ạ. Vâng, chú ơi, con thấy là cái lá cờ của chú thì nó mang ý nghĩa gì đấy chú? Đây là bà Trưng Chắc Trưng Nhị. Dạ vâng. Con thấy là có 3 loại cờ đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chào cảm ơn nhá. Vâng ạ. À dạ. Vâng thưa quý vị, buổi sáng Duy có đi vào quán phở để Duy ăn. À quán bún ở trong cái chợ. Đây những cái đồ nướng, Duy thấy là vịt quay này, thịt quay này. Đây là một cái chợ nhỏ và chúng ta đang đi trên khu vực gọi là Thọ Nôm, nhà văn hóa Thọ Nôm, khu Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn. Đây là một đám rước đang trong đường Thọ Môn và đang ngồi nghỉ ngơi. Và cái vị trí đoàn rước sẽ đi về khu vực Đình Bảng. Rất là nhiều người dân tập trung ra đường và trên tay mỗi người đều cầm những cái quạt. Trời hôm nay rất là nóng quý vị. Duy đi như thế này cũng rất là nóng oi. Chuẩn bị Duy sẽ chắc là đi tới khu vực đền Đô luôn, vì đoàn rước này sẽ còn đi rất là dài, sẽ kết thúc khoảng tầm hơn 11 giờ ở đền Đô. Mà lúc này Duy thấy rằng mới hơn 9 giờ 20 phút thôi.
Em xin cốc nước được không anh? Vâng, đây nước đây anh. À vâng. Trà đây. Miễn phí hả bác? Trà đi tông rồi. À đây là bác phục vụ lễ hội đấy ạ. Vâng. Vâng. Múc. Anh đứng đây lâu chưa? À vâng. À dạ vâng. Năm nào anh cũng có cái này hả anh? Năm nào cũng. À vâng. Cái này là với ý nghĩa gì đây anh? Lễ hội là gì? À dạ vâng, phục vụ bà con. Anh ở đây là thuộc thị xã được ạ? Lê Phường. À Phường. Vâng. Phường Từ Sơn. Phú. Phú. À. Phú Thọ Môn. À. Vào đây là bắt đầu Thọ Môn. À. Và nó đi đoạn nữa thì lại Phố Đình. Vâng. Sau đây là Phú Hạ thôi, Phú Cượng là hết. À. Từ Sơn là thị trấn anh nhỉ? Hay là thị xã? Lên thành phố. À lên thành phố Từ Sơn rồi. Nó thuộc tỉnh. Thuộc tỉnh đấy. À dạ vâng. Em cảm ơn nhé. Với anh nữa nhé. Thưa quý vị, đi trên đường Thọ Môn này, Duy thấy thỉnh thoảng có những hộ gia đình có những cái cốc nước, có những cái nước đá hoặc là những chai nước lạnh để phục vụ miễn phí cho bà con tham gia cái lễ rước. Đây là một trong những hoạt động gọi là đồng lòng đồng sức để cho cái buổi lễ hội được thành công, và nó mang cái tính rất là dân dã, làng xóm láng giềng với nhau. Đây là cũng là cái truyền thống rất là tốt đẹp của người dân Đình Bảng cũng như là người dân Việt Nam. Thế cho nên là Duy mới thấy rằng chả quân thù nào chiến thắng được với lại một cái văn hóa làng xã, văn hóa cộng đồng như người Việt của chúng ta. Càng đi nhiều càng khám phá thì Duy thấy cái nét đẹp của người Việt là ở đó, và Duy nghĩ rằng đó nên phát huy. Và đây là một cái lễ hội của riêng làng Đình Bảng, nhưng nó mang cái ý nghĩa rất là lớn, cho nên là những cái khách thập phương từ những cái nơi khác cũng đến đây, như Duy cũng có trò chuyện với lại những cái bác ở Uông Bí, Quảng Ninh. Video thứ ba của Duy cũng xin được tạm dừng tại đây. Sắp tới Duy cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn nhiều các hoạt động khác trong lễ hội ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Và quý vị nếu mà liên hệ với Duy thì hãy nhấn like trang Facebook Hà Nội Phố Duy để trong phần mô tả, cũng như là Duy ghi trong cái phần bình luận. Trong đó thì Duy cũng có để số điện thoại quý vị có thể liên hệ với Duy. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất, quý vị nhấn đăng ký kênh Hà Nội Phố và thích vào cái biểu tượng chuông khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị và các bạn sẽ là người đầu tiên được xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.